vụ án mạng Junko Furuta. Các bạn thân mến, đầu tiên cho phép Sơn Huyền Bí xin gửi lời cảm ơn và sự góp ý của các bạn trong những video gần đây. Không phụ lòng ủng hộ của các bạn, hôm nay Sơn Huyền Bí sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án gây sốc ở Nhật Bản những năm 1989. Nạn nhân là một cô gái có tên Furuta Junko. Bị bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn, bị giết chết và phi tang là những gì mà cô gái chưa đầy 18 tuổi này phải chịu. Và điều đáng sợ hơn là trước khi chết, Junko Furuta đã phải trải qua một cái địa ngục trần gian đích thực. Do chính người đã nói lời yêu thương cô trước đó và bị cô từ chối, tên hắn chính là Mizuno Hiroshi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi vào vụ án. Furuta Junko sinh ngày 18 tháng 1 năm 1971 tại Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô sống với mẹ, anh trai và em trai. Khi còn sống, cô học tại trường trung học Yasio Minami và làm thêm công việc sau giờ học. Cô được biết đến là người nổi tiếng và ưa nhìn ở trường, ngoan ngoãn, không chơi bời, không uống rượu bia hay hút thuốc lá. Thêm vào đó, Furuta luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp và có thành tích xuất sắc trong học tập, đáng ngưỡng mộ. Những điều này cũng khiến cho một số bạn cùng lớp phải ghen tị với cô. Nổi tiếng, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hoạt bát, vì thế cô đã là mục tiêu của những tên đầu gấu ở trường. Trong đó có tên Mizuno Hiroshi, một đàn anh trong trường của Furuta Junko. Hắn được biết đến là một kẻ chuyên bắt nạt trong trường, nổi tiếng có mối quan hệ với Zazuka, một tổ chức phạm tội lớn của Nhật Bản. Hắn đã phải lòng Furuta và quyết định tỏ tình nhưng đã bị cô từ chối vì cô không tìm kiếm mối quan hệ yêu đương và cũng không muốn yêu một kẻ như Miyano Hiroshi. Ngoại trừ Furuta, không ai dám phản đối Mizuno do mối liên hệ của anh này với nhóm Yakuza. Cũng từ đó, ý định trả thù Furuta của Mizuno đã sụp sôi. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1988, như thường lệ, Mizuno và người bạn Nobuharu Minato đi lang thang khắp Misato với ý định bắt cóc và hãm hiếp những người phụ nữ trong vùng. Không may, lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày, bọn chúng đã phát hiện ra Furuta đạp xe về nhà sau khi cô hoàn thành công việc làm thêm của mình. Thế là bọn chúng chuyển mục tiêu sang cô gái tội nghiệp. Ngay lập tức, Mizuno ra lệnh cho Minato đạp Furuta ngã xe và trốn khỏi hiện trường. Trong khi đó thì Mizuno sẽ giả vờ là một người ngoài cuộc vô tội đến tiếp cận Furuta và đề nghị dẫn cô đi bộ về nhà một cách an toàn. Kế hoạch xảy ra đúng theo tính toán của Mizuno, còn Furuta không hề nghi ngờ gì và đi theo. Nhưng cô đâu ngờ rằng ngày tháng cuối đời địa ngục của mình sắp bắt đầu. Furuta đi theo Mizuno và hắn dẫn cô đến một nhà kho gần đó, nơi anh ta tiết lộ về mối quan hệ với Yakuza. Sau đó, anh ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, hãm hiếp và tra tấn cô. Chưa thỏa mãn, hắn đưa Furuta đến một nhà nghỉ gần đó và tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Sau khi xong việc, hắn gọi điện cho ba người bạn của mình lần lượt là Minato Nobuharu, Wanatabi Yasushi và Yokami Saku để khoe chiến tích mà mình vừa làm. Ngay sau đó, bọn họ đưa Furuta Junko về nhà của bố mẹ Yokami Saku tại quận Azase, Tokyo và giam giữ cô ở đó. Đây cũng chính là khởi nguồn cho 44 ngày địa ngục của Furuta Junko, khi cô đã phải chịu đựng những hình thức tra tấn vô cùng ghê rợn. Vào ngày 27 tháng 11, sau khi Junko Furuta biến mất được 2 ngày, bố mẹ cô bắt đầu lo lắng và trình báo vụ việc với cảnh sát. Thế nhưng những kẻ bắt cóc đã buộc Junko Furuta gọi điện cho bố mẹ và nói với họ rằng cô đã bỏ trốn và sẽ ở lại nhà một người bạn, đồng thời phải nói rằng cô không gặp nguy hiểm và không cần đến cảnh sát. Còn khi bố mẹ của Minato ở gần, Furuta bị buộc phải đóng giả làm bạn gái của một trong những kẻ bắt cóc. Sau đó chúng đã bỏ cái cớ này đi khi thấy rõ ràng gia đình Minato sẽ không báo cáo sự việc đến cảnh sát. Gia đình Minato cũng tuyên bố rằng họ không can thiệp vì họ nhận thức được mối liên hệ Yakuza của Mizuno. Họ sợ bị trả thù và cũng vì thằng con trai của họ ngày càng trở nên ngỗ nghịch. Anh trai của Minato cũng nhận thức được tình hình nhưng không thể làm gì để ngăn chặn việc này lại. Furuta bị giam cầm trong nhà của Minato trong 44 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cô bị ngược đãi, cưỡng hiếp và tra tấn. Theo lời khai ban đầu của họ, 4 người trong số họ đã hãm hiếp cô hơn 400 lần, đánh cô, bỏ đói cô, treo cô lên trần nhà và dùng cơ thể như một cái bao cát, thả tạ lên bụng, ép cô ăn rắn sống và uống nước tiểu của mình và bắt buộc phải thụ dâm trước mặt họ. Và còn nhiều tình tiết ám ảnh và đáng sợ hơn nữa, nhưng chúng tớ không tiện nêu lên ở đây. Nhưng chúng đó cũng đã đủ cho ta thấy sự tàn bạo, biến thái và vô nhân tính của bọn chúng. Trong một lần mời bạn bè đến xâm hại Furuta, trong đó có Koichi Ihara, kẻ bị nhóm bạn bắt ép phải cưỡng bức Furuta. Sau khi về nhà, Ihara kể lại về anh trai và bố mẹ, nên họ quyết định báo cảnh sát. Hai cảnh sát được cử đến căn nhà của Joe, nhưng được chủ nhà thông báo rằng không có cô gái nào trong đó, thậm chí còn mời họ vào xem xét nhà. Hai cảnh sát này từ chối vì cho rằng lời bày đó là đủ để cho họ tin rằng cô gái không có trong nhà. Cơ hội sống của Junko Furuta cứ thế bị dập tắt bởi sự thiếu chuyên nghiệp của hai viên cảnh sát.
hai người này sau đó đã bị sa thải vì không tuân thủ quy định khiến một người phải ra đi mãi mãi. Vào đầu tháng 12, khi sức sống mãnh liệt của Furuta trỗi dậy và cô cố gắng gọi cảnh sát để thoát thân, nhưng ngay sau đó cô đã bị phát hiện bởi Hiroshi trước khi cô có thể báo cáo sự việc. Khi cảnh sát gọi điện lại, Mizano thông báo với họ rằng đó là một sự nhầm lẫn. Để trừng phạt cô, các kẻ bắt cóc nhúng chân và bàn chân của cô vào chất lỏng dễ cháy và đốt chúng. Điều này cũng khiến thương tích của cô càng trở nên nghiêm trọng. Vào những ngày địa ngục trần gian, Furuta đã van xin kẻ bắt cóc ban cho cô cái chết, nhưng chúng không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1989, bốn kẻ tra tấn thách đấu với Furuta một trò chơi, Mahjong, và cô được cho là đã thắng. Vì thất vọng, bọn chúng lại bắt đầu tra tấn. Furuta đã sức cùng lực kiệt, lại thêm màn tra tấn. Cuối cùng, cô đã không chịu được và qua đời một cách đầy đau đớn. Chưa đầy 24 giờ sau cái chết của cô, sợ bị bắt vì tội giết người, bọn chúng cuốn chăn quanh xác cô và nhét cô vào một chiếc túi du lịch. Sau đó, bọn chúng đặt xác vào một cái thùng dung tích 55 gallon, tức là 208 lít, và đổ đầy bê tông ướt vào đó. Khoảng 8 giờ tối, bọn chúng chở và cuối cùng vứt chiếc thùng vào một chiếc xe tải xi măng ở Kyoto, Tokyo. Vào ngày 23 tháng 1 năm 1989, khi Hiroshi Mizano và Jo Uguru bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể người phụ nữ 19 tuổi mà chúng đã bắt cóc vào tháng 12, thì vụ án của Furuta mới được phát hiện. Nghĩ rằng Jo Uguru đã thú nhận tội ác, Mizato đã nói với cảnh sát nơi tìm thấy chiếc xác của Furuta. Dựa theo thông tin của Mizano, cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy chiếc thùng chứa thi thể của Furuta vào ngày hôm sau. Cô được xác định thông qua dấu vân tay. Khi mẹ của cô nghe được chi tiết về những gì con gái của mình đã phải trải qua, bà đã ngất lịm. Bất chấp sự tàn bạo và gây sốc của vụ án, danh tính của các thanh niên đã bị tòa án cho giữ kín và tất cả chúng đều được coi là người chưa thành niên tại thời điểm phạm tội. Tuy nhiên, các nhà báo từ tạp chí Shukan Busun đã phát hiện ra danh tính của các thanh niên này và quyết định công bố chúng. Họ tuyên bố rằng, với mức độ nghiêm trọng của vụ án, các bị cáo không xứng đáng để được giữ quyền ẩn danh. Cả bốn thanh niên này đều phạm tội gây thương tích cơ thể dẫn đến tử vong thay vì là giết người. Nó cũng dẫn đến sự phẫn nộ từ người dân về luật pháp và bản án của những kẻ thủ ác kia được nhận. Tháng 7 năm 1990, tòa kết án kẻ cầm đầu 17 năm tù và những kẻ đồng lõa 3-8 năm tù. Kẻ cầm đầu và hai trong ba tên đồng lõa đã kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa Juuji Zanashi sau đó đã quyết tăng bản án vì xét đến yếu tố ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân và tác động với xã hội. Kẻ cầm đầu cuối cùng lĩnh án 20 năm tù, mức án cao thứ hai sau tù chung thân. Một bản án được coi là quá nhẹ so với những gì lũ ác quỷ này đã gây ra với Junko. Gia đình Junko thật sự suy sụp với bản án dành cho bọn giết người khi một vài chứng cứ buộc tội bị lật ngược. Dựa trên những dấu vết tự nhiên rất khó hiểu, tinh dịch và tóc lấy từ xác cô gái không khớp với bất kỳ ai trong những tên bị bắt giữ. Luật sư đã quyết định rằng không đủ yếu tố cấu thành tội và không thể bảo vệ hay biện hộ cho họ được hơn. Luật pháp ở quốc gia nào cũng có kẽ hở cho bọn ác quỷ tồn tại và cái gọi là lòng nhân đạo đối với kẻ vị thành niên. Và sau khi ra tù thì sao? Liệu chúng có trở lại làm một người lương thiện để chuộc một lỗi lầm trước kia, hay chúng lại gieo rắc nỗi khiếp sợ cho toàn xã hội một lần nữa? Trong trường hợp này cũng vậy, liệu ta có thể tha thứ cho bọn ác quỷ này không, hay chúng cần phải bị trừng phạt thích đáng? Đó là toàn bộ thông tin về vụ án Junko Furuta. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng về video thì hãy theo dõi tụi mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.